Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ test cho một anh, đó là anh Dũng, anh ở Lê Văn Lương, Nhân Đức, Nhà Bè. Anh lấy con LA650 và anh đã chuyển khoản hết, chuyển khoản trước cọc trước cho em là 500.000 rồi anh em nhé. Đấy, số điện thoại là 312. Con 650 này thì bác khách này thì bác chỉ về bác đánh với một cặp loa bố thôi. Đấy, nhưng mà rất là ok anh em nhé, rất là ok. Bác chỉ đánh một cặp loa bố thôi. Em ấy để xuống dưới cái ghế này đi để cho anh em cùng xem. Thì thật ra thì đánh như vậy thì cũng rất là tốt. Nó thừa công suất ra như vậy thì tiếng nó sẽ căng hơn rất là nhiều. Nhưng mà như con 650 này như bên em bán ấy thì là nó có thể đánh tốt một cặp bát 30 và một cặp bát 25 anh em nhé. Tuấn giúp anh mở một con kia ra cái, một con 650 ra cho anh em xem nhìn ruột gan. Để con đấy lên trên này. Để lên trên này. Quân test cho anh con này đi. Con này thì bên em đã bán rất là nhiều rồi. Và giá của nó là 4.300.000 đồng anh em nhé. 4.300.000 đồng một con cục đẩy mà khá là chất. Đó. Con này thì phải nói là hầu như là để những cái cục đẩy bình thường không thể sánh được anh em nhé. Không thể sánh được. Đó. Nó công suất chuẩn là 600W trên một kênh. Và nó là size ngắn anh em nhé. Size ngắn là như thế nào? Như với những cục đẩy bình thường thì nó rất là dài. Những cục đẩy này thì nó chỉ ngắn đến tầm khoảng độ 35-38cm thôi. Thì anh em có thể đút tủ rất là vừa anh em nhé. Đấy, đút tủ rất là vừa. Đó. Đây, và cho anh em xem ruột gan của nó luôn. Con này em cũng đã có một con ở bên ngoài đây cho anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy ruột gan của nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Một cái là như vậy. Đó, đây là ruột gan con này thì mạch class 2H, cắm con dưới em sẽ cắm con trên đấy. Đó, ruột gan của nó đây, anh em có thể nhìn thấy đây, sử dụng 4 tụ. Đó, sò đây anh em nhé, sử dụng 44-16-16 sò cả bù áp. Con này thì 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 20 sò anh em nhé. Dòng mạch này thì anh em không phải lo nghĩ gì, anh em cũng không phải tính sò. Nó như kiểu dạng class TD đấy anh em nhé. Như dạng kiểu class TD. Nó ít sò thôi nhưng mà các hiệu năng của nó để ra được công suất thì rất là tốt. Chủ yếu là quan trọng nhất thì nó ở cái biến áp anh em nhé. Biến áp thì con này nó ra suất được tầm khoảng độ 86V đối xứng anh em nhé. 86V đối xứng hoặc là 43V đối xứng. Đó, anh em có thể thấy đây. Đấy, thì con này mạch class 2H thì khi mà sử dụng điện công suất nhỏ thì nó sẽ sử dụng điện áp thấp đó. Còn nếu khi sử dụng công suất lớn thì nó sẽ sử dụng điện áp cao. Đó là một trong những cái mạch class H thì rất là ok. Nhưng mà con này mạch class 2H thì nó không nhiều sò như những cái cục đẩy khác. Cục đẩy khác thì rất là nhiều sò. Nhưng mà đây thì nó rất là nhỏ gọn và thiết kế rất là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy đây, hai quả gió nhưng mà nó rất là êm ái khi bật lên. Và các anh em có thể nhìn thấy những cái cầu chì của nó cũng rất là đẹp anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy những cái cầu chì của những cái hàng hiệu thì nó mới được đẹp như này anh em nhé. Bình thường thì không có đâu anh em nhé. Những cái tụ trở IC nó đi rất thẳng hàng luôn. Và ở đây nó sử dụng có hai vỉ mạch xử lý tín hiệu. Đấy, anh em nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp, đi rất là đẹp luôn. Đó. Và con này hiện tại đang là 4.300.000 đồng anh em nhé. Đấy, những cái dây rắc nó đi nó quấn, nó túm lại, quấn túm lại rất là đẹp anh em nhé. Hàng xịn. Sò nó khác, size chỉ tầm 35-38 thôi. Và như em nói đấy, thì hôm nay em sẽ ghép với cho anh em là một cặp bát 25 và một cặp bát 30. Đấy anh em nhé, một cặp bát 25 và một cặp bát 30. Đấy, ở đây là đây, một cái dây này đến con TVK12. Đấy, đến một con TVK12 đây. Và con TVK12 linh ấy với một cặp bát 25 này nữa, là hai cặp loa anh em nhé. Bên kia cũng vậy, tôi cắm luôn cho anh một cặp sang đấy nữa. Đấy, thế là ok. Và test luôn cho anh em cùng nghe anh em nhé. Tiếng thì rất là sạch. Và em đánh trực tiếp từ máy tính ra. Trực tiếp từ máy tính ra luôn, chứ không qua nhiều thiết bị khác đâu anh em nhé. Đó, trực tiếp luôn. Rất là êm, nói chung là rất là êm. Đó. 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 Anh em đeo tai nghe nhé. Đó, anh em đeo tai nghe này. Một cặp bát 30 và một cặp bát 25. Anh tỏ mãi anh em nhé.
đánh thoải mái luôn đấy. Đánh thoải mái luôn. Đó, có thể vặn tay tét tét từng kênh anh em nhé. Đó. Đó, kênh này tiếp tục này. Đó. Đó, ok chưa? Ok anh em nhé, hai cặp loa luôn. Ok không ạ? Đấy, test từng kênh rồi. Đấy, thế là anh em yên tâm đúng không ạ? Con này thì như em nói rồi đấy, công suất chuẩn. Nó là công suất chuẩn anh em nhé, 600W trên một kênh là công suất chuẩn. Thì anh em có thể ghép được những cặp bát 30 và cặp bát 25 vào, chơi vô tư luôn. Đấy, ngoài ra thì nếu mà phòng nhỏ, ví dụ dưới 20m2 thì anh em có thể ghép được hai cặp bát 30. Đấy, bình thường thì cứ một cặp bát 30 và một cặp bát 25 là ok. Và thiết kế mạch của nó rất là gọn gàng, rất là nhỏ nhắn anh em nhé. Và như anh em cũng thấy đấy, rất là chất lượng. Đấy, hàng này thì anh em yên tâm, nhìn nó thế thôi nhưng mà rất là dễ sửa. Các tụ trở của nó, IC của nó đều là có số, à, thay nó rất là đơn giản. Em đã có cái clip cho anh em xem rồi, thay nó cực kỳ là đơn giản. Nếu mà có lỗi thì cực kỳ đơn giản thôi, chỉ 2 phút là xong anh em nhé, 2 phút là xong thôi. Và sửa cực kỳ đơn giản vì nó mạch nó là một mạch nổi bên trên, nó không có mạch chìm bên dưới. Đấy, một IC tụ trở nó nổi lên trên này thì anh em chỉ cần dùng một cái khò, anh em khò và gấp linh kiện ra và đặt lại thôi là xong thôi, rất đơn giản. Và giá chỉ có 4.300.000 đồng anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Và size ngắn đút vừa tất cả các tủ hiện nay. Đó, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Anh em xem video thấy hay thì anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông anh em nhé. Rồi, chào tất cả anh em, hẹn anh em một clip lần sau.